Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Hentai Channel. Và các bạn ơi, hôm nay anh em mình lại đến với cái series khá là quen thuộc nha, Thành Phố Rồng. Hiện tại thì anh em mình đang nằm ở lớp 4 và Note 1 nha mọi người. Rồi, nhiệm vụ của chúng ta sẽ là đi thu hoạch thức ăn các bạn à. Khá là ổn áp nha. Rồi, ở đây thì anh em mình cứ 30 giây thì chúng ta sẽ thu hoạch một lần nha. Và ở bên đây thì còn một cái sự kiện cũng khá là thú vị nữa, đó chính là sự kiện Mazer Iceland. Đây, anh em mình sẽ di chuyển để đưa cái bé này về nha mọi người. Và chúng ta sẽ kiếm thêm được những cái rương. À, bật những cái rương thì anh em mình sẽ ra được những cái viên đá nha. Những cái viên đá thì nó sẽ hỗ trợ cho anh em mình có được ống nghiệm nha các bạn. Rồi, và hai anh thấy thì có nhận mở những cái gói VIP trong game nha. Anh em nào đang cần mở những cái gói VIP thì cứ việc liên hệ trực tiếp với mình luôn nha mọi người. Mình thì mở cái giá trong game kèm thêm một ít phí nữa ha. Mình thì không có nhận mở giá rẻ cho nên các bạn yên tâm ha, không có lo cái nick của các bạn sẽ bị ban nick hay là bị nhà phát hành gọi là khóa nick hen. Rồi, và mình thì có bán những cái nick rồng cho mọi người luôn. Anh em nào đang cần những cái nick Dragon City để chơi game thì có thể liên hệ trực tiếp với mình qua Facebook nha mọi người. Đây, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với là cái khu vực này nha. Wow, thu hoạch nhẹ cái. Rồi, chỗ này thì anh em mình đã thêm được vài chiếc búp nữa rồi, 13/21 ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi trải nghiệm nhẹ ở khu vực Arena. Và mình đang nằm ở cái Wow, Master 1 nha. Khu này thì anh em mình đang mang được thành viên là Heris AS các bạn ơi. Kèm thêm skin nữa. Ui, skin là các bạn biết rồi đó. Sức sát thương cực kỳ khủng luôn. Ở đây thì cái lượng đam của anh em mình sẽ tăng thêm được là tầm khoảng 2.500 nha mọi người. Thử chiêu cho các bạn xem đây. Một hit là lụm được một em và chuyển cái lượng sát thương còn dư lại cho con bên trong luôn ha. Rất là tuyệt vời. Và anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho Hentai một lượt đăng ký nha các bạn. À, nhớ like video ủng hộ nhẹ cho Hentai Channel với nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm nhẹ sức mạnh vô cùng bá đạo đến từ thành viên. Đó chính là Heroic. Bây giờ thì nó còn có miếng máu à. Anh em mình sẽ chơi cái trò gọi là bơm máu đi. Đó, bơm máu cho bé yêu ha. Sau khi mà bơm máu cho bé yêu xong rồi thì anh em mình sẽ xài bé yêu nè. Lượng đam chúng ta lên tới là 228.000 nha mọi người. Wow, ngon lành. Trong khoảng thời gian chờ đợi thì anh em mình đó, chạy ra ngoài đây thu hoạch cái. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ nhảy vô nha. Đây, sương sương thôi. Rồi, chỗ này thì anh em mình sẽ đến với cái đội hình như thế nào đây. Có Heroic VIP luôn. Nhưng mà mình thấy cái con này nó chưa có mạnh lắm. Anh em mình kiếm cái tem nào đó nó mạnh mạnh ghê ghê một tí nha mọi người. Wow. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ đến với tuyệt chiêu đặc biệt. Lượng đam siêu khủng bố của anh em mình. Cái tuyệt chiêu này khi mà anh em mình có skin đó thì nó sẽ tuột. À, đây là chúng ta cần tầm 2 lượt nha. Bây giờ mình xài chiêu đặc biệt luôn nè. Wow, mỗi em thì cũng bị trừ cả khúc máu nha. Tiếp theo thì mình sẽ chơi trò bơm máu đến từ bé Macaron Gon. Đây rồi. Wow, chiêu đã hồi lại nha. Bây giờ thì mình sẽ xài chiêu VIP luôn. Chuyển cái lượng đam còn dư lại cho thành viên bên trong. Anh em mình tiễn nhẹ hai thành viên nha mọi người. Ngon lành luôn ha. Khử nhẹ bé yêu nè. Về Heris AS này thì mình cũng khá là kết đó nha. Không biết các bạn thấy sao chứ. Lượng đam con này khá là khủng luôn. Ui, nhìn đội hình tem bạn ok ha. Bây giờ chúng ta nhảy ra thu hoạch nhẹ xương xương cái nha mọi người. À, và anh em trong team cố gắng làm nhiệm vụ nha. Team của mình, ui chà lụm tiền rồi các bạn ơi. 300 điểm, dư sức qua cầu rồi ha. Ở đây thì anh em mình có một số bé rồng khá là xịn sò. Mọi người thích mình review về bé rồng nào cứ việc để lại bình luận nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ thả mấy cái bé yêu này ra cái môi trường sống nha. Là chúng ta đang hoàn thành nhiệm vụ của team 20 người ha. Đây, sẵn rồi anh em mình đẩy cho nó lên level luôn. Ở đây thì anh em mình cho rồng ăn thì chúng ta kiếm thêm được điểm coi để chơi Advent nữa nha mọi người. Wow, tầm khoảng 15 là được rồi. Bây giờ thì anh em mình chắc cũng được một khúc điểm ở để chơi được cái Advent này. Đó, sương sương là được 1.400 nha. Rồi, bật cái chiếc rương luôn nha mọi người. Rương này thì... Wow. Đây, để xem coi anh em mình ra được đá gì nha. Đá gì, đá gì. Wow. Đá này hơi bị ngon nha. Anh em mình có thể mở ra được là Obis của dòng Heroic với lại là
ống nghiệm nha các bạn, ống nghiệm Herrick. Wow, rồi thành viên này thì cũng khá là xịn sò nha. Đây, anh em mình sẽ di chuyển bé này. Mình quan trọng là mang những chiếc rương nha mọi người. Không biết các bạn đã được đến đâu rồi. Anh ta thì đang cần khá là nhiều rương để mình mở, mình kiếm những cái ống nghiệm nha các bạn. Để mình bán những cái orbit cho mọi người ha. Anh em nào đang cần orbit để nâng sao hoặc là summon rồng á, các bạn có việc liên hệ trực tiếp với hắn ta qua Facebook nha. Link mình có thể để bên dưới phần mô tả của video. Mình có thể có link Facebook cá nhân với lại là một cái link đó là fanpage nha. Anh em nào liên hệ bên Facebook cá nhân không được thì cứ việc inbox bên fanpage của mình. Rồi hắn ta thì nhận trả lời hết luôn. Đây. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ nghía nhẹ coi chặng đường này có bộ khá là dài nha. Wow, chặng đường này để kiếm được rương ui cũng gần tới rồi đây. 1, 2, 3. Ui, không biết là kịp chiếc rương hay không nhờ. Anh em mình còn tầm khoảng 400 mấy điểm thôi hả. Wow, 75. Rồi chắc kịp chiếc rương này rồi các bạn ơi. Wow, thiếu một chút xíu hả. Cái này anh em mình thiếu có một chút xíu thôi các bạn ơi. Bây giờ anh em mình đi đâu kiếm điểm đây? Chúng ta sẽ đến với cái khu vực là West đi ha. Vô đây để coi coi nó có cho anh em mình điểm không. Lắm. Tầm này thì anh em mình sẽ mang bé Kamas nha mọi người. Wow, thành viên Kamas. Bé yêu thuộc dòng Heroic các bạn à. Sức sát thương thì khỏi bàn rồi. Đam cực kỳ gắt luôn. Victory ha. Để coi coi nó cho anh em mình nè. 25 điểm hả. Ôi sương sương lên tới đây là được thêm một cái rương nữa nè. Đó, Dragon City dạo này khá là yêu mến anh em mình ha. Rồi, chúng ta nhảy ra thu hoạch nhẹ cái nha các bạn. Nãy giờ chúng ta chưa có thu hoạch luôn. Rồi, ở đây được bao nhiêu rồi hen? 16/21 rồi. Rồi, ở đây thì chúng ta... Ui, nó vẫn chưa cộng điểm cho mình nha. Có lẽ là phải cộng cho mình 25 điểm nữa mới đúng đấy. Đây, cộng cho mình 25 điểm rồi các bạn. Bây giờ là đủ điểm để anh em mình mở thêm được một cái nữa. Wow, bật thêm được một chiếc rương nha. Wow, anh em mình được hai viên đá luôn các bạn ơi. Hai viên đá xanh nha. Cái này được bao nhiêu đây? Ui, cái gì được có một Obic Heroic luôn vậy đó hả? Mình nghĩ đâu, tưởng đâu được nhiều nhiều. Hồi ôi, cái này nó bèo thiệt luôn á. Bèo như một con mèo. Cái này thì nữa hả, ra ngay con số 1 nữa các bạn ơi. Ơi, ôi cái này thì đã ống nghiệm được 10 ống rồi, coi như cũng đỡ đi ha. Còn cái này thì sao đây? Được 5, quan trọng là ống nghiệm thôi. Chứ mạnh thì ôi được 3. Rồi để xem coi cái độ may mắn ngày hôm nay của anh em mình như thế nào. Đây, chỗ này chúng ta được bao nhiêu đây? Ôi, được 5 ống nữa nè. Tới công chuyện nữa luôn. Rồi. Ống nghiệm thì anh em mình cày cũng muốn xì khói luôn các bạn ơi. Ôi, được 1 ống. Bây giờ thì anh em mình sẽ chạy ra và tiếp tục cái nhiệm vụ quan trọng của chúng ta. Rồi, chỗ này là được 18/21 rồi đây. Anh em nào mà theo dõi mình thì chắc cũng biết cách để cày sự kiện hết trơn rồi ha. Chỗ này thì hơi khoai hơn một tí nha mọi người. Anh em mình đang chiến đấu trong cái khu vực là Arena. Và Master này thì Master 1 ha. Đây. Ui cái gì đâu bị giảm đam rồi hả. Giảm đam rồi thì anh em mình chơi chiêu đặc biệt đi. Lắm. Mới vô xả chiêu VIP luôn. Ui mém xói sổ được một con nè. Sau đó thì anh em mình chơi cái trò của Bergon nha mọi người. Khả năng bơm máu. Đây, sau đó thì mình bật cái hút máu lại. Wow. Rồi, hết chiêu rồi. Bây giờ chuyển sang là nữ hoàng Macaron. Đây, nữ hoàng Macaron của mình thì cũng khá là gắt ha.
tiễn nhẹ một em đi. Thôi xin trở lại. Nữ hoàng tem bạn cũng level 70, nó cũng ngang cơ với mình rồi. Tầm này thì anh em mình sẽ đánh lan nữa hả? Chơi luôn. Wow, con bên trong nó trâu thế nhờ. Rồi, cái lượng sát thương này nó được còn được tăng gấp đôi luôn, 449.000 các bạn ơi. Nếu mà cái lượng down này mà nó chuyển cho một cái thành viên bên trong nữa thì thôi rồi, hỏi ơi luôn. Bây giờ chúng ta sẽ chạy ra và tranh thủ thu hoạch nhãn cái nha. Đây rồi, chỗ này vẫn không lên được miếng nào nữa. Cây nhỏ 60, 60 và là 70. Rồi, vô kèo tiếp luôn ha. Vị trí này thì anh em mình sẽ đến với bé yêu đặc biệt đi. Rồi, lượng sát thương của anh em mình gây ra tới 200.000. À, tầm này thì anh em mình nếu như mà mình xài chiêu VIP thì sao nhờ? Đây, chúng ta cưa máu của cả ba thành viên nha. Rồi, sau đây thì mình sẽ đến với là... Đây, bé Gon. Và đây là khả năng đánh lan của chúng ta ha. Anh em mình cưa cả hai thành viên luôn. Kèm thêm bơm máu. Rồi, vị trí này thì chắc có lẽ là mình sẽ nhờ đến anh Đại đi ha. Đây, thành viên đặc biệt. Nó sẽ chuyển cái lượng đam còn dư lại cho con bên trong. Wow, thành viên bên trong thì máu nó khá là ít, cho nên nó không có chịu được cái lượng sát thương quá lớn các bạn à. Ui, tên bạn có thành viên ma cà rồng Titan luôn, hàng VIP nha. Hàng này là 200 mảnh mới summon được một con nha các bạn. Đây. Rồi, chỗ này thì anh em mình sẽ đến với 19 trên 21 rồi. Đây, kèo này thì cũng hơi căng ha. Bây giờ thì Harris AS, anh em mình phải biết tận dụng cái chiêu đặc biệt của bé ấy, cái chiêu này nha. Đầu tiên là phải phá giáp trước. Mà để phá giáp ngon lành thì mình sẽ xài là chiêu của nữ hoàng. Nữ hoàng ma cà rồng với khả năng giật đam liên quan, chúng ta lấy lên được tới 200 mấy. Wow. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng chiêu đây, chiêu đặc biệt luôn. Lụm một hit một là mình lụm được một con luôn ấy. Rồi bây giờ thì với khả năng đánh lan, anh em mình quýnh cả ba con cùng lúc nè. Ôi, kích hoạt khả năng miễn nhiễm của Kama rồi. Đây, bé này ra và lượng sát thương của nó tăng gấp đôi nữa các bạn ơi. Khoai kinh khủng ha. Rồi, khả năng giật đam liên hoàn. Ôi, kích hoạt miễn nhiễm hai lần luôn cả nhà ơi. Quá ghê gớm. Đây, khả năng ao nhây đến từ tem bạn cũng rất là ghê. Tầm này thì chúng ta sẽ nhờ đến bé Gon đi nha mọi người. Hiện tại thì lượng máu của mình đang... đang full cây, cho nên nó là ao nhay với tem bạn thì cũng được ha. Rồi, victory. Đây, ngon lành ha. Ôi, sẵn còn một hiệp nữa, anh em mình lụm luôn nha mọi người. Tuy chiêu đặc biệt, lần này thì xài luôn chiêu VIP nha. Wow, xóa sổ hai thành viên cùng một lúc luôn cả nhà ơi. Bây giờ thì anh em mình lụm với rồi, xong phiên. Đây, victory ha. Ok, và các bạn ơi, anh em nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho mình một lượt đăng ký nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo luôn nha.